Rồi, okay, xin chào các bác. Thì đây là con LG Wing của em. Mấy hôm nay em sử dụng nó rất là cẩn thận, rất là nhẹ nhàng, tình cảm luôn. Thì bởi vì đây này, nó có một cái hạt bụi, đây có thể gọi là bụi zin luôn cũng được. Đây, nó có hạt bụi ở đây. Để em quay gần gần để một chút xíu nữa nhé. Đây, lau đi cho các bác biết, lau đi luôn. Để cho các bác biết là không phải là nó bụi ở ngoài đâu, bụi ở bên trong luôn. Đó, đây này, ở camera giữa luôn nhá, đây này, đấy chỗ đấy nhìn rõ luôn, to đùng luôn đó, đây này đó. Thì cái con Wing này phải nói luôn, em lấy ở chỗ Dũng luôn đấy, nhưng mà lấy cách đây cũng tầm 2 3 tháng rồi. Thì khi mà lấy con này ấy, em có cái làm clip và cũng đã soi cho các bác biết được là nó không có cái xước và cũng không có bụi gì cả. Thực ra camera này thì cũng chưa xước cả, chưa xước gì cả, vì em sử dụng cũng rất là cẩn thận, nó không xước gì cả, và hiện tại bây giờ nó có một hạt bụi ở đây đó. Thì đó, thì bây giờ là ở trên nhóm ấy, anh em cũng tranh luận rất nhiều về vấn đề mà có bụi trong camera, thì có rất nhiều ý kiến trái chiều hoặc là xuôi chiều, thì nó đều là ý kiến mà anh em tranh luận rất là gay gắt. Thì hôm nay em sẽ nói thêm cho các bác một chút nữa về cái vấn đề mà có bụi trong camera đó. Thì em đang nói về riêng con Wing của em nhé, riêng tại sao con Wing này nó có cái hạt bụi này đó, tại sao nó có cái hạt bụi này thì các bác biết rồi đấy. Con Wing ấy thì nó quá, nó hở luôn, hở nó hở vãi cả trường luôn đấy, các bác biết rồi đấy, ở khe cánh này này, ở khe cánh này này, nó bụi kinh khủng luôn ở khe, những cái khe này này. Có thể bây giờ em vừa mới lau đi thì nó hơi sạch, nhưng mà nó hở rất nhiều ở những cái khe này này. Đấy, hở những khe các thứ ở trong cái cụm xoay của nó ấy. Đấy, xong rồi đấy các bác, nó lại còn có cái camera thỏ thụt ấy. Cái camera này nha, nếu như các bác mà dùng Wing ấy, các bác thừa biết là các bác chẳng làm gì nó, thậm chí chỉ có đút túi quần thôi, làm công việc bình thường thôi, nó cũng dính bụi ở camera luôn, có dính luôn nha các bác. Đấy, và em thường xuyên em phải phải lau đi đấy, tại vì sao nó chui vào được, thì đấy nó có mấy cái chỗ để nó chui vào được này này, nó có khe, nó khá là hở luôn đấy, nó chui vào khe camera này. Camera chỗ này thì em nghĩ nó gần ngay chỗ cái cụm camera này thôi, thì nó sẽ chui vào được. Và cái cơ cấu xoay của con Wing này thì các bác biết rồi đấy, nó quá là lởm luôn. Thì đây các bác, cho các bác xem được là cái cơ cấu xoay của nó như thế nào. Đây này đấy, thì nó ngay gần cái camera luôn. Thì các bác bảo là đây, nhiều khi các bác cũng nghĩ là chỗ cụm camera nó có cái răng trống rồi, nhưng mà thực ra nó không thua, ăn thua đâu, nó không phải là kín mít hoàn toàn đâu đấy. Cho nên là đây này đấy, nó ngay ở khu đấy luôn, cái cụm xoay cái thứ thì nó ngay đấy luôn. Cho nên là cái việc mà con Wing này ấy, nó có bụi ở trong 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 camera ấy, em thấy, em nghĩ, em cá nhân em nghĩ nó rất là bình thường thôi. Những cái hạt bụi mà nhỏ nhỏ kiểu kiểu này này thì em nghĩ nó chui vào rất là dễ dàng thôi, nó không có gì mà phải 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 ghê gớm đắn đo cho lắm. Nhưng mà nói thế thì các bác bảo là vậy những cái con khác thì sao, những con mà không có cái cơ cấu xoay rồi không có camera thủ tụt thì nó như thế nào. Thì nó cũng sẽ có 2 trường hợp các bạn. Trường hợp thứ nhất ấy, cũng có trường hợp nó là có cái bụi zin nhé. Bụi zin ở đây em nói là trong quá trình mà sản xuất cái điện thoại đấy, mặc dù là cái áp suất nó vẫn còn nhé, có nghĩa là cái máy coi như zin chưa bị mở ra lúc nào hết, nhưng mà có thể là trong cái thân máy, trong các khoảng trống của cái trong máy, trong khoảng trong trong cái máy nó rất nhiều khoảng trống, rồi linh kiện trong đấy nữa, nhiều khi nó có dính bụi, và sau một quá trình sử dụng nó sẽ tự động nó rơi vào, hoặc là nó không may nó bay vào, nó rơi vào cái camera. Nhưng mà cái bụi đấy nó sẽ rất là nhỏ, và nó phải nói nó rất là ít luôn, nó không có chuyện mà có những hạt bụi nó to, hoặc là thậm chí có những cái camera ở phía trong này nó bị xước ấy. Nó xước ở bên trong nhé, nó xước ở cái linh kiện camera chứ không phải là xước kính nhé, nó xước ở bên trong luôn. Thì chuyện đấy em sẽ nói sau, nhưng mà em phải nói trước với các bác là vẫn có những cái lúc mà có bụi zin, có nghĩa là nhiều khi là cái phòng làm việc rồi các linh kiện bên trong này người ta chưa khử được cái bụi nó hoàn toàn triệt để, thì nhiều lúc nó vẫn có thể là có bụi zin. Nhưng mà khi mà mình muốn khẳng định đó là bụi zin hay không thì mình trước tiên ấy, thì cái máy đó phải còn áp suất, phải kín nhé.
Thì kín ở đây thì nó cũng có hai trường hợp. Thứ nhất là người ta đóng lại áp suất thì cũng đếch biết được đâu. Nhưng mà thứ hai nữa là áp suất đấy nó là zin từ lúc sản xuất máy, thì cũng có trường hợp đấy thì các bác phân biệt được là áp suất zin hay áp suất mà không zin ấy, thì là có thể các bác phải 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 tháo máy ra các bác mới biết được. Hai là các bác có thể nhìn ngoại quan, thì em có một clip gọi là phân biệt máy ép kính rồi đấy, thì các bác nhìn lại ở đấy các bác tự đánh giá thôi. Thì cái này em cũng không dám chém, tại vì cái máy mình chỉ nhìn ngoại quan thì nó tùy vào mắt mỗi người lắm, nó khó để mà khẳng định được máy đấy là zin hay không zin, zin hay không zin. Thì bây giờ em chỉ dám chắc chắn khi mà mình được mở con máy ra, được tháo lớp lưng ra đấy, thì mới biết được. Thậm chí có nhiều ông nếu mà tháo ra rồi có khi cũng không biết được đâu. Cho nên là mua máy bây giờ bảo là zin hay không zin là toàn là người người bán quyết định, chứ người mua đâu biết được đâu đấy. Cho nên là cái việc mà bụi zin ấy em nói là có nhá, và phải tùy trường hợp là nếu như máy đó là máy zin không sửa chữa lần nào đấy. Còn trường hợp thứ hai ấy là có những hạt bụi mà do trong quá trình sử dụng, trong quá trình sửa chữa hoặc thay thế linh kiện, nó họ vật thợ ấy người ta làm không cẩn thận, không kỹ ấy, thì người ta để những hạt bụi hoặc là vân tay, rồi nhiều khi người ta dùng cái tool, cái vít mở, người ta cậy này cậy kia ấy, nó làm xước lên cái camera ấy. Thì cái đấy mới là phổ biến và anh em gặp rất nhiều luôn đấy. Thì rất nhiều anh em mà inbox với em là bảo là sao mà em có cái bụi to thế này. Em thật với các bác này, các bác có thể biết là đây này, em có lưu lại này. Ví dụ như một bác ở trong nhóm cũng mới đây gần đây là đưa cái hình ảnh mà bị xước đây, thì các bác có thể thấy đây này, cái hình ảnh xước như này đây, xước nhá, các bác nhìn này này, nó cả bị xước xước cái phần 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 linh kiện ở bên trong này, cái phần màu trắng trắng này xước bên trong này, rồi bụi răm răm rất là nhiều luôn đấy, bụi này đấy. Nhìn cái vết này thì các bác bảo chẳng có nhà máy, chẳng chẳng có cái chuyện mà máy xuất xưởng mà người ta để cái cam nó xước ở này bên trong như thế này cả, đó là chuyện hết sức vô lý đấy. Đây này, em lấy cái hình ảnh rõ nhất cho các bác xem đây này, chề chỗ này mà các bác nhìn này, cái chề chỗ này này đấy, xước này. Này đây, to là cho bác biết này, chề như thế này cơ mà, chề như này thì chẳng có nhà máy nào làm được như thế cả đâu đấy. Thì đây này, còn một cái nữa đây các bác thấy này, đây cũng là một con wing, đây là hình ảnh của cái camera con wing đây này, các bác nhìn thấy này, cái hạt bụi nó to như thế này, nó như một cái mớ mớ rơm vào đây như này, thì nó gần như không thể nào mà có thể có cái hiện tượng to như này vào đây được đấy. Cho nên là nó những cái hạt bụi mà nó to, nó đặc biệt như này thì các bác xác định đến đó là em nghĩ đó là cái việc mà bị thay thế linh kiện đấy. Đấy thì cái việc thay thế linh kiện hay không thì các bác trước tiên các bác cũng đúng, cũng các cũng phải là xác định xem là cái máy của các bác ấy là đã bị mất áp suất hay chưa đấy. Còn cái việc mà đã mất áp suất rồi ấy, thì cái chuyện mà bụi hoặc là không chống nước hoặc cái gì đấy thì nó rất dễ xảy ra luôn đấy, rất dễ xảy ra luôn đấy. Thì giải quyết cái trường hợp này như nào, thì nếu như mà máy các bác có bụi nhé, nếu như máy các bác có bụi thì các bác nên, em nghĩ là các bác nên đổi trả cái máy đấy nếu như trong thời gian bảo hành, dù bất kể vì lý do gì, kể cả bụi zin hay là bụi không zin, do nhà máy hay không nhờ nhà máy hoặc do quá trình sử dụng, thì việc mà cái bụi có bụi trong camera nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng hình ảnh. Tại vì nhiều khi là cái bụi đấy nó nằm ở cái vị trí giữa chẳng hạn, thì đương nhiên khi mà chụp ảnh ra nó sẽ bị cái vệt mờ mờ ở ở trong bức ảnh đấy, chuyện đấy là có nhé. Cho nên là các bác, cái phương án mà em đưa ra là nếu như các bác phát hiện ra trong máy các bác có bụi thì các bác nên đổi trả máy khi mà còn cái thời hạn đổi trả hoặc bảo hành đấy, thì các bác nên làm như thế. Còn nếu như các bác nào mà ngại ship rồi xa xôi thì đấy là chuyện của riêng các bác thôi. Và trước tiên ý, là các bác cũng phải là khi mà nhìn thấy các bác cái máy của các bác ấy là có bụi ấy, thì các bác phải 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 xác với là các bằng nhiều phương pháp này, liên hệ với người bán này, rồi hỏi các anh em trong nhóm này, hoặc là
tự mình tìm hiểu là xem là liệu cái máy đấy của mình ấy, có bị bụi đấy là bụi của do quá trình sản xuất nó họ không may làm có bụi như thế hay không, hay là cái máy đó bụi là do quá trình sử dụng hoặc là thay thế linh kiện, thì các bác cũng nên tìm ở rất nhiều kênh thông tin. Riêng em thì em cũng dám chém đấy là bụi zin hay là bụi không zin đâu, tại vì thực ra là phải 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 cầm cái máy lên, phải phải được tháo cái máy ra thì mới dám chắc chắn thôi, chứ cần cứ anh em bảo là đưa cái hình ảnh lên rồi đoạn đây là chắc là thay thế linh kiện rồi, thì cái chuyện đó anh em nghi ngờ cũng đúng thôi, nhưng mà các anh em phải tìm hiểu thông tin đã, chứ không là nhiều khi nó cũng là do quá trình sản xuất dẫn đến có cái bụi đấy thì cũng tội nghiệp cho người bán, cho nên là người bán hay mua cũng đều phải thương lượng với nhau hết, đều phải thương lượng xem là nên giải quyết cái vấn đề đấy như nào, còn cái phương án em đưa ra là nên đổi cái máy đấy thì là tốt nhất đấy. Thì hy vọng là cái vấn đề mà ví dụ như bụi zin rồi camera lệch cái thứ đó, nó anh em nên nghĩ nó một chiều hướng, nó hai bên đi, chứ không nghĩ là chỉ có thằng bán là nó biết là máy đấy là zin hay không, thì đúng chỉ có thằng bán nó biết thôi, nhưng mà nhiều khi là nó cũng nhập máy xịn về đấy nhưng mà không hiểu sao nó có, thì nó nhiều khi là nó bị kiểu cứng họng, kiểu không có cách nào để giải thích được cho người người mua hiểu được là tôi cũng xâm nhập cái máy xịn đấy nhưng mà không may có thì ok tôi đổi được, mang đây tôi đổi thế thôi, mà thậm chí nó đổi xong nhá, người mà người bán có thể sẵn sàng là tháo cái máy ra, hoặc là nếu các bác nào gần ấy tới tháo hẳn trực tiếp cái máy ra xem biết xem máy đấy còn zin hay không đấy, và việc mà lấy cái bụi hạt bụi ra thì rất là dễ dàng thôi đấy. Thì em hy vọng là những cái tranh luận mà về cái độ hoàn thiện của LG thì cũng cũng không còn nữa, tại vì hở hở viền rồi lệch camera rồi có bụi trong 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 camera ấy, thì nó cũng là một chuyện, nó có hai chiều hướng, một chuyện là nó hay bị như thế và một chiều hướng nữa là có thể bị thay thế linh kiện nó gây ra cái hiện tượng như vậy đấy. Thì các bác mong các bác là rất rất là bình tĩnh giải quyết những cái chuyện này, rất là bình tĩnh thôi, không phải là nữa cứ thấy bụi lấy lệch camera rồi thấy hở viền là bảo ôi cái máy này thay thế linh kiện rồi, thì em thấy cái chuyện đó là nó không đúng hoàn toàn. Ok, chào các bác nhé.